Hello, chúng mình quay trở lại với trận đấu Vát Tùng và đến với một game đấu ở tại rank châu Âu của Guma UC. Mình đang liên tục spam Guma UC và Guma đang có quá nhiều những giáo án hay ở những ngày thi đấu ở tại mấy chủ châu Âu này. Và ngày hôm nay sẽ là giáo án Samira anh em nhé. Và để xem khi mà Samira rơi vào tay Guma UC thì ván này sẽ có gì đặc biệt nha. Let's go. Ok, nếu bây giờ mà kể ra những giao án mà Guma UC đánh ở tại rank châu Âu mà làm được clip thì chắc là rất là nhiều. Mình thì không làm đủ sức, mỗi ngày một clip thôi anh em ơi. Ngọc tái tổ hợp cho anh em tham khảo giao án ha. Chinh phục, đắc thắng, huyền thoại hút máu, chốt chặn cuối cùng. Đây là một xạ thủ đánh tầm gần và Onin. Nên là mang theo chốt chặn cuối cùng ha. Bảng phụ mang cho mình vị máu để đi đường cùng với thợ săn kho báu. Tốc độ đánh sát thương thêm và kháng phép. Mang kháng phép nha các bạn. Bởi vì đi đường dưới lúc này đang là một con Karthus. Khu vực châu Âu là một khu vực rất thích đánh những con AP đi bot các bạn ạ. Zig hay là Vega hay là Karthus. Người ta dùng khá là nhiều. Và ván này sẽ là Rell đi hỗ trợ. Đây là một con tướng đi cùng với Samira, nó tạo ra một combo combo khá là hiệu quả. Hai con tướng đều là hai chất tướng Odin cả. Karthus phía bên kia thì cố gắng đẩy đường mà thôi. Mang theo kiệt sức để hạn chế những tình huống hỏa của liên xạ. Và không có dịch chuyển nha. Karthus đi bot không có dịch chuyển anh em ơi. Đường trên thì Zach mang tốc hành Odin. Na đi top bên phía team 2 và đang có một Sako AP đi rừng hay là Sako AD đấy ạ. Với thu thập hắc ám thì có thể là Sako AP anh em ơi. Chưa biết đâu một lần. Cấp 1 setup hộp hề để ăn rừng đến từ Sako, hai bãi tại bãi chim. Clear cực nhanh ha. Trời ơi, boy one charm khác tính toán ác luôn. Cấp 1 đi đường để xem như thế nào đây. Đang liên tục phải né bi đến từ Karthus. Karthus chấm 1 đi trúng Uma rồi. Rell đang đánh tay để hồi phục cùng với hỗ trợ để đường dành cho Uma UC. Karthus đang chấm bi liên tục để có thể dọn lính và cấu rỉa người trở lại cặp đôi đường dưới của Guma UC. Guma thì dính một bi thôi. Vẫn đang lạng lách và đẩy đường khá tốt tới từ Guma UC. Rell lao vào ăn lính cùng với quét mắt luôn. Vòng rừng, cả hai rừng đều ăn từ trên xuống nha anh em nhé. Tốc độ đẩy đến Karthus và Nauti thì cũng không phải là quá chậm. Nhưng mà Nautilus hình như chưa dùng nội tại của trang bị hỗ trợ thì phải. Về tốc độ đi rừng thì Sako cùng với Kha'Zix đang có tốc độ tương đương nhau. Rell xuống ngựa fail và lao lên tới từ Guma UC ở cấp độ 2 với tình huống EQ. PK nhưng không quên lát hit đẩy đường và 13 trên 12 có thêm một chỉ số mắt nữa. Di chuyển cắm mắt qua lại đẩy tiếp anh em ơi. Karthus bên phía bên kia thì lát hit như thế nào đây? Lát hit trượt rồi. Có lẽ chỉ trượt một chỉ số lính tới từ Karthus mà thôi. Farm cũng rất chill. Rừng thì Kha'Zix đang ăn rừng trên tầm nhìn và Sako có định di chuyển vào với tướng tàng hình. Và tàng hình vào bụi cỏ chứ không phải là tàng hình tấn công vì Kha'Zix cũng sắp phát hiện vị trí của Sako rồi. Mà pha quét mắt thấy Sako đánh nhau tay đôi. Kha'Zix không có ý định all in khi mà Ahri đang di chuyển vào thì có thể là Kha'Zix mất tốc biến. Thậm chí là E flash đến từ Ahri khiến cho Kha'Zix buông tốc biến để có thể xử lý pha sau. Một pha xâm lăng rừng hiệu quả đến từ Sako và nó làm mất đi áp lực của người chơi rừng bên phía team một xuống cánh dưới. Và thế là Guma free. Karthus chỉ đi đường khó chịu thôi, chứ áp lực đi đường đến từ Guma vẫn là nhỉnh hơn nha anh em nhé. Guma thậm chí bấm bình luôn rồi. Liệu rằng có một tiếng băng trụ hay không? Lúc này thì Kha'Zix xuống rừng dưới chắc chắn là không còn gì để farm, có thể còn bãi người đá. Nhưng mà không xuống thì boss sẽ bị băng trụ nên là bắt buộc phải chạy xuống cánh dưới thôi. Sako cũng không có định băng trụ rồi. Về còn nguyên ba bãi dưới thì Sako để farm ha. Ahri có được 9 công đầu và có luôn bùa xanh dưới chân đi đường với Annie tầm thời điểm này thì cứ spam chiêu thức mà đẩy thôi. Boss thì Karthus cũng farm ổn luôn các bạn. Không thua quá nhiều so với Guma UC và ít nhất là đảm bảo những lớp khiên trụ không bị mất quá sớm vào tay con Samira này. Cánh trên đã là một pha đi gank đến từ Kha'Zix rồi. Ahri không còn tốc biến đi đâu về đâu đây. Đánh hạt thông nổ cố gắng gia tăng khoảng cách nhưng tự sát là hơi khó dành cho Ahri khi mà đối phương còn tốc biến và đã nhận sát thương trước đấy rồi. Tốc biến qua, Kha'Zix có W đứt trượt. Tự sát được hay không? Liệu rằng có tự sát được hay không? Hoặc ít nhất mạng cho Annie cũng được. Mạng dành cho Annie anh em ơi, bùa xanh trở lại với Midland phía team 1. Còn Sako thì đang tàng hình có định tấn công với không có thiêu đốt thì sát thương sẽ là hơi hạn chế một chút. Đường dưới có dual kill rồi. Chỉ là một pha di chuyển lấy số của thu thập hắc ám tới từ vị trí của Sako mà thôi. Còn đường dưới như thế nào đây các bạn ơi? Rell xuống ngựa hất tung và ngay lập tức đó là một tiếng Guma lao vào bồi sát thương ép tốc biến móc vào tường tới từ Nauti. Rất áp lực nha. Còn Rell này đều đứt chúng thì cực kỳ nguy hiểm. Cố gắng dọn lính đến từ Guma Yoshi. Rell có thể tốc biến đánh ngược con Nauti về nha. Tốc biến đánh ngược Nauti về, bồi CC vào đến nội tại. Thêm một tình huống làm choáng đến từ liên kết từ trường nữa. Và Guma ăn mạng rất nhanh với tình huống tốc biến, sau đó thì e ra. Nautilus máu yếu không tốc biến đứng trước mặt một con Rell sắp lên ngựa. Và cái kết là mất mạng vào tay Guma UC. Băng trụ 1 đổi 1, cỡ nào cũng đổi các bạn ơi.
Bây giờ thì Real có thể xuống ngựa và cá thân vẫn còn tốc biến nha. Một pha lao vào làm choáng, sau đó W hất tung đối phương và Samira của Guma là người có được mà hạ gục này. Cá thớt có nội tại nhưng liệu rằng có lát hit được con xe này hay không đây? Lát hit được con xe đấy thì cá thớt nhưng mất một khiên trụ là chắc rồi. Một đổi một cỡ nào cũng đổi các bạn ơi, miễn là mạng cho Guma. Và không có dịch chuyển nên là cá thớt chắc chắn sẽ mất một tân lính cực kỳ to. Chênh lệch đứng dưới bắt đầu xuất hiện rồi. Ba level đầu có thể đánh hòa nhưng đến level thứ tư thì gãy cả đôi đến từ cặp đường dưới phía team 1. Áp lực là quá lớn tới từ Samira của Guma Yuzi cùng với Rel. Và hai mạng cho lần về nhà đầu tiên tới từ Samira của Guma. Cánh trên thì chiêu chiêu ha. Cánh trên thì giờ hai ông này rách với cả Na farm chiêu chiêu thôi. Game mà có Guma thì top thì farm hòa thôi. Dừng chả ai muốn lên top cả. Tình huống ganh tới từ Kha'Zix thì nó ép được một mạng vào tay Annie và có bùa xanh trở lại cho midlane phía team 1. Kha'Zix thì mất tốc biến và chỉ đón được kinh nghiệm đến từ tình huống nằm xuống của Ahri mà thôi. Rel đang cố gắng đóng băng được lính 6 con lại để giữ kinh nghiệm và giữ chỉ số lính dành cho Guma Yuzi. Vẫn còn nguyên 6 con và Rel có khả năng tanh. Sako bắt đầu tiếp cận nhưng mà Naughty đang có mặt ở đây. Sako dính móc không còn quy tới Sako nhưng mà Carthus đang không dám di chuyển vào vì phía sau đang là Guma Yuzi. Rel giữ lính cực kỳ hay và Guma không mất bất kỳ một chỉ số kinh nghiệm nào cả. Lát hit thì chỉ mất một con mà thôi. Hỗ trợ đánh cũng hay anh em ơi. Đánh Samira mà có Rel biết chơi này thì cũng khỏe rồi. Đợt lính là quá khó rồi Carthus. Carthus vẫn còn tốc biến bị hất tung lên. Guma dính móc. Một tình huống lao thẳng vào đến từ Guma bồi nội tại hất tung đối phương và ép tốc biến từ Carthus rồi. Nautilus thì không còn móc vào tường để chạy, cũng không còn tốc biến. Lốc kiếm đánh tay quạt quy trượt nhưng đánh tay thì không trượt được. Mạng dành cho Guma 3-0. Cho Samira của Guma Yuzi. Đứng giữa đó là một pha tấn công thất bại đến từ Sako cùng với Annie đã có một pha triệu hồi tipper. Một đánh hai và có mạng của Ahri. Top thì thôi cứ farm thôi anh em ơi. Nhiều đâu để bot lo hết anh em ạ. Samira của Guma đã 3-0 rồi. Nhịp này Carthus không có tốc biến farm kiểu gì đấy. Không được farm anh em ơi. Giờ dừng xuống mới ra mới cứu nổi. Cái turn này là turn mà Carthus bắt buộc phải giật về. Chờ người xuống cover mới dám di chuyển ra farm. Và hai khiên trụ đã có cho Guma Yuzi. Đang là một tình huống Rel bị lộ vị trí, Rel xuống ngựa, Rel không còn tốc biến nữa. Đang là một pha 3 đánh 2, cú móc vẫn trúng đến từ Naughty và khó cho Rel rồi. Một đi đánh tay đấy thì Carthus ăn được một mạng hạ gục của hỗ trợ Guma Yuzi. 4 đều nhưng mà thua 2.000 tiền anh em ạ. Thua 2.000 tiền vì mất quá trời khiên trụ cùng với thua farm. Chờ khi mà level 6 con Samira này all-in với Hoàng Hồn Liên Xạ thì các bạn sẽ thấy được cái sức mạnh của nó khủng khiếp như thế nào. Cánh trên bản đồ thì Sako đang có định tấn công con Jack bên phía bên kia. Nhưng mà Sako level 5 liệu rằng có tấn công được hay không phụ thuộc rất nhiều vào tình huống chiều cuối tới từ Na. Còn đường dưới thì Guma đang có một tình huống lên level 6. Hỗ trợ lên bảng nên Guma đón kinh nghiệm một mình và có cấp độ 6 rồi. Nhưng mà phải có CC để hỗ trợ mới có thể 1 cân 2 nha. Carthus đang dùng những giọt năng lượng cuối cùng để reset wave của đường trên. Thì Sako đã bỏ ý định tấn công con Jack đang đánh an toàn bên phía team 1 rồi. Jack cũng đánh rất cẩn thận khi mà chờ đối phương hết nộ. Và sau đó thì farm dưới trụ mà thôi. Ok. Carthus sẽ về. Né được một tơn băng trụ đấy từ Guma cùng với Rel. Rel quyết định dọn lính rồi. Lượng tiền đang cầm trên người là khá lớn tới từ Guma Yuzi nha. 1.500 tiền. Về thôi anh em à. Đường trên thì đó là một pha cố gắng đón lính dưới trụ tới từ Jack. Thậm chí bỏ qua chỉ số xe để giữ máu á. Sako thì game này cũng đánh chiêu chiêu thôi các bạn. Đi bộ vút dâu thôi, cần gì nhiều đâu mà, bot đang win như thế này rồi. Dừng chạy vòng vòng farm, ăn được đúng một acid ở level 3. Nautilus đã đón dùng đợt lính dành cho Carthus và thua lúc này là 30 chỉ số lính. Ít nhất là Carthus vẫn có được hai mạng để gỡ lại về tài chính, nhưng rõ ràng là vẫn đang thua khá nhiều so với Samira của Guma. Và lần về nhà vừa rồi thì Guma quyết định mang ra bó tên ánh sáng cùng với mắt kiểm soát. Đứng giữa đang có đánh nhau 2-2 và Annie đã triệu hồi tipper lấy máu khá nhiều Sako cùng với cả Ahri. Sako chưa mất chiêu cuối nhưng Ahri thì mất rồi. Và liệu rằng có tiếp tục giao tranh hay không, Sako lao lên với tình huống thiêu đốt, tung chiêu cuối tiếp từ Sako. Và đó là một tình huống chọn đúng mục tiêu đến từ vị trí của Kha'Zix rồi, 1-2. Lời mạng cho team Guma. Kha'Zix đã ít nhất kéo theo được Sako nhưng cái kết là clone của Sako nổ và cái mạng hạ gục đó được nhường lại cho Ahri. Hoặc cánh trên giờ đánh cho vui mà. Còn trở lại đường dưới có Samira 3-0 này. Nó chuẩn bị tiếp cận những lớp khiên trụ thứ 3, thứ 4 rồi. Carthus cùng với Naughty đang trên đường trở lại. Và Carthus lúc này đã có khúc cầu hồn để hỗ trợ cánh trên. Nhưng bây giờ thì ốc không mang nổi mình ốc nữa rồi. Hỗ trợ ai bây giờ? Rel xuống ngựa nhưng không hất tung được ai cả. Hút ngược trở lại với cú chiêu cuối. Cự ly là hơi xa để Guma Yuzi có thể vào đàm.
rồi, hơi khó cho Rèo. Rèo tốc tiến bỏ chạy, Guma thì nói không. Thanh tẩy hóa giải kiệt sức và Hoàng cũng liên xạ giúp Guma có cho mình cú triple kill. Khúc cầu hồn chắc chắn là không đủ sát thương và Annie đang trên đường xuống khu cánh dưới để có thể tìm kiếm cơ hội gỡ mạng dành cho các thành viên phía team 1, nhưng không có tốc biến. Chọn mục tiêu như thế nào đây? Rèo có một tiếng đứt sang phía bên kia bờ tường và lấy được cú làm choáng tức từ Annie. Annie tiếp tục truy đuổi lên, nhưng đó là một cái liên kết khiến cho Annie không dám di chuyển lên cao nữa. Rèo có một tiếng mở hơi với và Gumayusi vẫn vào được với hỏa của liên xạ các bạn ơi. Lượng trang bị như thế này thì ba thành viên phía bên kia đã bay màu ngay lập tức sau tình huống hỏa của liên xạ. Có mạng reset lại cái đánh liều và sau đó đánh liều liên tục để dồn sát thương thêm. 10 phút trôi qua, Guma 6-0 và đã có đồ thần thoại rồi. Hai mảnh của giày thép gai cùng với đó là một dao hung tàn. Trong lúc đó thì Sako đang lang thang di chuyển với tình huống xâm lăng rừng đối phương. Và đây là Sako AP thật, đường giữa đó là cú làm choáng tới từ vị trí của Annie. Nhưng Ahri có phi hồ vẫn rút lui được lên khu cánh trên bản đồ. Kha'Zix đang có ý định truy đuổi nhưng vẫn còn một lần phi hồ nữa. Hôn gió cầu đi cầu về lấy nhẹ nửa cây trước khi di chuyển về khu đường giữa. Rèo di chuyển ra hỗ trợ cho Ahri trong việc đón lính rồi. Còn Sako thì vẫn đang chiêu chiêu AFK rồi. Được, không vấn đề gì. Thoải mái. Ra làm tô mì xong rồi thêm cốc sting nữa vào đánh game này vẫn ok anh em ạ. Các bạn thấy Sako cũng chẳng cần súng bot làm gì nhiều cả. Bot thì tự làm tự ăn rồi, 2 đánh 3 win rồi đánh lớn gì nữa. Một pha QA. Sau đó là một tiếng AAQ. Cấu rỉa xương xương phát là nửa cây vị trí của Naughty mở kiểu gì bây giờ với nửa cây máu còn lại tới từ vị trí của Nautilus. Di chuyển cực kỳ tự tin vì vẫn còn lốc kiếm, Naughty móc vào cái lốc kiếm này là cút luôn. Sako AFK rồi anh em ơi. Rèo quyết định lao thẳng vào trong trụ và đó là một tiếng Guma follow up rất nhanh. Hất tung đến từ chiêu cuối của Nautilus và gỡ được một mạng hạ gục cho tình huống này. Nhưng Guma với hỏa của liên xạ đã tiễn ca thất lên bảng điểm số lần thứ 3. Một cú double kill rơi vào tay của Guma Yuzi cho tình huống 2-2 dưới trụ đối phương như trốn không người. Kha'Zix đang trên đường xuống để có thể gỡ mạng nhưng tôi không chắc là Kha'Zix với Nguyệt Đao lúc này solo có lại con Samira này hay không. Guma thì proxy lính sau trụ cực kỳ ngông, cắm mắt ra. Hai con mắt này là đủ để phát hiện Kha'Zix di chuyển xuống rồi. Guma quyết định sẽ là tình huống bắn Q, đánh tay E vào, chém tay W vẫn còn đến từ Guma, nhưng có vẻ như đó là một tiếng bị cô lập. Cố gắng đi sát bãi người đá nhưng không được rồi, sát thương cô lập của Kha'Zix vẫn là rất đáng kể cho tình huống này. Guma thì mất nỏ rồi anh em bạn, nếu như còn nỏ thì vẫn còn cơ sở để một vét một và kích hoạt của liên xạ, nhưng mà không còn nỏ nữa. Nên là đã bị Kha'Zix lấy mạng shutdown rồi, lần đầu tiên nằm xuống tới từ Guma Yuzi. 8-3 hạ gục cùng với 4 khiên trụ dành cho bot lane phía team 2. Cánh trên thì vẫn đang chiêu chiêu Naughty bỏ lane đi lên top và lao vào quay tay làm choáng rất tốt, tung luôn chiêu cuối nhưng cú móc đến từ Naughty nó lại vào lính rồi. Na có Na khổng lồ và quyết định buông bỏ đến từ phía team 1 là hợp lý thôi. Trong lúc đó thì Kha'Zix có mạng shutdown và sau đó thì lên bảng luôn. Đang ăn bãi chi bị Rèo cùng với Ahri vào úp bay màu. Thôi Sako chắc là đã làm xong tô mì với cả cốc xì tinh ra solo nhẹ con rồng và sau đó thì không biết làm gì hơn. À còn bãi chi mà Kha'Zix nó vừa chết nó bỏ lại farm tiếp vậy. Tầm này thì vừa chơi game vừa bật nhạc lofi lên quẩy chiêu chiêu thôi anh em ơi. Đứng dưới thì Guma đã trở lại với giày thép gai cùng với hai mảnh của súng hải tặc. Một game đấu quá chiêu dành cho các thành viên phía cánh trên của team Guma. Trụ bot có lẽ sẽ mất. 13 phút trôi qua và bot lane bên phía team 1 đã mất trụ với 5 khiên trụ dành cho Guma Yuzi rồi. Sẽ là tình huống swap lane lên cánh trên với 1200 thì nó là vừa đủ để mua súng hải tặc anh em nhé. 14 phút xách hai đồ ra mid hoặc lên top. Đúng kịch bản rồi, đường trên rách Onin nhưng không có chiêu cuối. Sát thương vẫn đủ với tình huống nện đứt mạng shutdown. Ôi, con Na này farm không bằng thời gian xong có shutdown, thế là rách shutdown luôn à? Na đúng là game này đi bộ vứt dâu, farm không có shutdown xong hồi fit luôn. Rách có một mạng và có khiên trụ ha. Nhưng quái thú sắp sổng chuồng và đó là một tình huống mà rách cố gắng lát hit vài con rồi cút thôi. Và lao lên với tình huống làm choáng đến từ lấy cái từ trường và Jack làm choáng nhưng không có đủ sát thương tới từ Jack. Mạng hạ gục dành cho Guma Yuzi. Nỗ lực của Jack chỉ lấy được một cái nỏ tử thủ tới từ Guma Yuzi mà thôi. Kha'Zix đang di chuyển lên chung với Annie để tìm kiếm cơ hội shutdown của Samira này thêm một lần nữa. Rèo tốc biến lao lên nhưng mất sai và không hất tung được ai cả. Bỏ Guma lại phía sau. Guma EQ tung chiêu cuối tới từ vị trí của Rèo và đúng phút thứ 15. Guma lên bảng, gỡ mạng được hay không đây, khúc cầu hồn vang lên và khiến cho Rèo lúc này quá lâu. Thiêu đốt không đủ sát thương, Sako tàng hình lao lên để tìm kiếm vị trí của Kha'Zix nhưng không được. Sako AP nhả phân thân của mình ra và cố gắng để có thể
kéo theo vị trí của Annie, nhưng sát thương là quá hạn chế. Và Sako này có một tình huống lao lên tới từ Ari bằng trượng tốt, tốc biến móc trượt tới từ Naughty. Hồn gió chuẩn xác và Sako điều clon vào tanh trụ, sau đó nó sẽ nổ ra để làm choáng, làm hoảng sợ hai người. Nhưng sát thương hết rồi. Đó, đúng kịch bản chưa? 15 phút có phải là mắc hai đồ lên top rồi ra mid chết, thế là đúng quy trình. Có phải là như thế đấy anh em ạ. Mà sau tình huống này thì có lẽ sẽ không chết nhiều nữa. Để tôi chém gió thế thôi, còn chết nhiều hay không thì bố ai biết được. Nhưng tất nhiên con Samira này vẫn khỏe anh em nhé. Chẳng qua nó cứ phải đúng quy trình như thế thôi. Rồi, lúc này thì về nhà có thêm một thanh quốc chim và cái tốc độ lên vô cực của con Samira ván này nó sẽ là cực kỳ nhanh anh em nhé. Bây giờ chuyển khẩu ra mid nó có vẻ là hợp lý hơn. Mặc dù khu đứng giữa dễ bị ganh hơn nhưng mà có thể để đường trước và di chuyển hai cánh hỗ trợ hai mục tiêu lớn cùng một lúc. Cánh dưới đang là kèo Na cùng với Jack tiếp tục farm chiêu chiêu với nhau. Ari thì có khoảng trống để bào máu trụ khu đứng trên. Lúc này thì khiên trụ đã tiêu biến rồi. Ra mid đẩy đường và hỗ trợ Sako trong việc kiểm soát con sứ giả cánh trên bản đồ. Trụ thứ hai dành cho team Guma Yushi với cách biệt là 6.000 tiền. Guma thì lúc này đã có hút máu tới từ nỏ từ thủ rồi nên là không sợ bị những tình huống chấm bi cấu rỉa tới từ Carthus nữa. Carthus cũng đã có mặt nạ rồi ha. Và Sako nếu ăn xong được con sứ giả để mang ra mid thả luôn là có trụ luôn đây này. Tầm 16 phút, 17 phút là có thể có 3 trụ ngoài của đối phương một cách dễ dàng. Cùng với một cách biệt về tiền sẽ là con số tương đối lớn. Khu vực này đang là một tiếng 1 cân 2 tới từ vị trí của Na và Kha'Zix bay màu rồi. Đây là một con Na farm bằng thời gian và nó có tam hợp cùng với giày thủy ngân. Rõ ràng là Kha'Zix cùng với Naughty quá yếu để có thể bắt một con Na khổng lồ. Sako chạy thẳng ra khu đứng giữa. Sứ giả được nhường lại vào tay Guma, toàn quyền quyết định. Giờ ông muốn thả thì thả, không muốn thả thì thả thôi. Trụ một đường giữa sẽ có, không cần tới sứ giả. Thôi, để con sứ giả này bấm B về cho nó nhanh ha. Nhưng mà phải thêm tí tiền anh em ạ, phải thêm wave sau mới đủ tiền để lên BF. Nếu mà đủ tiền BF về cũng được, hoặc là thực ra cũng không cần về lắm. Với hai đồ thời điểm này nó vẫn là out tương đối nhiều về trang bị rồi. Chỉ cần có cơ hội để giao tranh hoặc là có một tình huống bắt lẻ được ai đó thì thôi về 1.200. Về bán Doran để lên thanh BF. Rampage dành cho vị trí của Ari với tình huống bắt lẻ thành công con Jack để lẻ khu đứng dưới. À, một vài tiểu tiết thôi anh em ơi. 111 KDA, 120 KDA đến thứ hai top lane. Dừng thì Kha'Zix fit hơi nhiều rồi. Jack bắt đầu cay cú rồi. Jack bắt đầu rất là cay cú rồi anh em ạ. Là hỏi là Na có cái trick gì không? Đánh Na có cái trick gì để gặp team tốt hơn hay không? Kiểu kiểu vậy, đổ thừa là 5 mét gáp hay cái gì đấy. Guma gọi sứ giả ăn trụ 2 và đó là tiếng reo xuống ngựa nhưng không bắt được ai cả. Cú móc đưa ra và đó là tiếng Kha'Zix lao vào one shot vị trí của Ari. Hộp hề vẫn còn để phía vị trí của Jack nhưng sau đó thì sao? Dính thủy lôi tầm nhiệt rồi Guma ơi. Guma tung lốc kiếm để quăng rút lui và Kha'Zix đang tạt về phía cánh phải những lộ vị trí. Na đánh tay liên tục, Kha'Zix tốc biến chạy, nhún nhảy theo đánh tay, làm chậm tới từ gai hư không để quăng rút lui. Reo xuống ngựa, Guma quyết định chọn cánh nào để tấn công đấy ạ. Tạm thời máu hơi yếu nên là quyết định là tạm thời nhấp nhả thôi, không onin. Cánh còn lại thì Na đã bắt chết được Kha'Zix, không còn tốc biến rồi. Guma vẫn còn nỏ tử thủ anh em nhé. Nhưng pha này đánh chiêu chiêu thôi. Có lẽ sẽ chờ đến vô cực rồi mới đánh hổ báo một cách nhiều nhất có thể. 700 tiền chưa đủ. Xong trụ hai đường giữa thì quay lính được đẩy vào khá cao để có thể di chuyển ra sông và kiểm soát con rồng nguyên tố thứ hai. Chênh lệch thời điểm này đã lên tới con số 8.000 tiền rồi các bạn. Một chênh lệch khá lớn dành cho team Guma Yushi và cảm giác team 1 đã không ai cánh team cả. Annie đang là người có được một KDA nhìn nó có vẻ là tốt nhất. Kha'Zix đang là người xanh nhất với 7.700. Nhưng mà Guma Yushi đã là 11.001 rồi. Cố gắng farm thêm vài turn khu đứng giữa nữa để lên vô cực và sau đó thì kịch bản nó sẽ là những pha ảo thuật. Nếu như để Guma kích được hoàng hồn liên xạ và thực ra kích hoàng hồn liên xạ nó không khó đâu các bạn. Nếu như team bạn có nhiều CC như thế này thì việc kích R của Samira nó không hề khó tí nào. Xin thêm bãi chim của Sako để đẩy nhanh tốc độ lên vô cực kiếm trước phút thứ 20. Sắp đủ rồi. Turn mid này thì nó lại không có xe. Nó chắc chờ turn sau ha.
cũng không có mục tiêu để giao tranh nữa. Bên phía bên team 1 thì khả năng cao là họ sẽ bỏ hết mục tiêu lúc này. Với tình huống di chuyển lên cánh trên, Kha'Zix đang có định tấn công và ép chiêu cuối từ Ahri, và Ahri đã không quá chần chừ trong việc tung ra cú phi hồ để rút lui mà thôi. Rèo xuống ngựa hút thành công với lực hút kinh hoàng, và Guma đang tìm kiếm vị trí của Annie. Guma còn tốc biến và Kha'Zix nhảy qua tường kịp. Ahri lúc này phi hồ lao lên nhưng hôn gió trượt mất rồi. Như vậy là chưa có cơ hội để Guma có thể giải phóng cái lượng sát thương lớn khi mà đồng đội make play nó hơi với tầm so với con Samira của Guma Yuxi. Thôi, thêm con cóc phải về ha. Ok, mạng shutdown cho Jack quay tay. Một mạng shutdown ở cánh đẩy lẻ dành cho đường đơn phía team 1. Vô cực kiếm đã có sau 20 phút. Sau khi có vô cực kiếm thì các bạn sẽ thấy cái lượng sát thương của Samira nó rác cỡ nào. Cánh trên bản đồ thì Ahri băng trượng hôn gió cầu đi cầu về, nhưng mà Kha'Zix bây giờ mà nó W chúng là mệt. Tốc biến nhưng không né được cú bóc và bị cô lập, nhưng sát thương cuối cùng lại thuộc về cho Nautilus. Quá là đáng tiếc cho bên phía của team 1 là không ăn được cái mạng shutdown vừa rồi dành cho Kha'Zix để nó gánh team. Sako tàng hình nhả hộp hề quăng e làm chậm đánh tay, tung chiêu cuối luôn hay như thế nào đây? Tung chiêu cuối, tốc biến né Fear đến từ vị trí của Carthus, và sau đó là Annie tốc biến lên. Sako bay bầu rồi. Na dịch chuyển xuống khu vực đứng dưới để có thể giữ trụ, nhưng dịch chuyển xuống đến nơi thì trụ không còn nữa. Liệu rằng có solo kill trở lại được hay không? Guma Yuxi thì vẫn đang một mình đẩy tại khu vực đứng giữa và đang bị Kha'Zix tàng hình lao lên làm chậm rồi. Guma ngay lập tức trả đòn với một lượng sát thương lớn, phải e vào Hoàng cũng lên xạ. Liệu rằng được kích hoạt hay không? Đây tốc biến nối Hoàng cũng lên xạ và double kill dành cho Guma Yuxi, triple kill cho tình huống 1-3 đến từ Guma Yuxi. Nhưng sau đó thì sao? Iron Solari hút máu lại nào. Có nghe con bùa đỏ để Guma có thể hút máu lại cho tình huống 1-3 vừa rồi. Guma không chết, thậm chí lấy thêm cả chiêu cuối khúc cầu hồn nữa. Jack thì phải bỏ nhà đi bụi rồi. Bây giờ sẽ phải check ai đây? Một tình huống mà Ahri di chuyển ra, thậm chí tung luôn cả chiêu cuối để kết cái mạng này. Yeah. Xạ thủ 1-3 các bạn ơi. Một mình đánh 3 thành viên đối phương và sau đó là triple kill. Trước đấy thì Kha'Zix lao lên làm chậm và đã bị kích hai đòn đánh tay và quy vào đầu rồi. Nên việc lấy S đối với Guma là rất dễ cho tình huống vừa rồi. Khi đã kích được Hoàng lên xạ thì các bạn có thể thấy lượng sát thương tới từ con Samira 3 đồ nó khủng khiếp đây như thế nào. Không thể ngăn cản. Lấy được mỗi 2 spell của Guma mà thôi. Về nhà đóng thêm BF cùng với một cái huyết trượng, có lẽ sẽ là huyết kiếm và món trang bị thứ tư mà thôi. Với cái huyết kiếm thì khả năng hạ của con Samira này nó càng ít. Huyết kiếm, giày thép gai, nỏ tử thủ. Chưa kể đam nó rất rác, nó hút máu lại thì thôi đấy. Bên phía bên này thì Ahri đang bị tấn công và mất phi hồ để KS mạng, thì không còn phi hồ để bỏ chạy nữa. Tình huống nằm xuống tới từ đường giữa bên phía của team Guma Yuxi. Nhưng nó có lẽ cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến pha đẩy đến từ con Samira đang cầm 3 trang bị giữa như thế này. Bây giờ gặp Guma thì liệu đường mà chạy thôi. Jack đang cố gắng dọn lính khu cánh dưới bản đồ để có thể hạn chế đối phương ăn trụ với bộ đội Baron. Và việc dí một con Jack như thế này thì hơi mất thời gian, tôi nghĩ là hơi mất thời gian. Không dễ để bắt con Jack này tí nào, nhưng mà Na có thể kẹp vào đấy không đây Na ơi. Na tí nị mà thôi, không phải Na khổng lồ. Sako vẫn lao lên, nhưng mà đây là con Sako AP, không phải băng trượng mà nó là một con Sako mặt nạ cùng với mũ trụ. Rồi, sau một tình huống đánh đường vòng xuống dưới để gây áp lực cho đường trên đối phương thì đã giật lại khu đường giữa để có thể ôn in Baron rồi. Ahri hồi sinh thì trở lại, Na đang có một lượng nộ khá đẹp để có thể make play. Guma thì luôn luôn đi đầu với con Samira quá xanh tại thời điểm này. Rell đang có tốc biến nha. Rell có thể mở bằng tốc biến cùng với Hắc Kim Thuật. Đứng trên thì hai ông này cũng biết là tư thù cá nhân hay cái gì đây. Jack đang bỏ nhà đi bụi rồi, Kha'Zix trừng phạt con xe to để có thể hạn chế máu trụ bị tụt. Nhưng mà hết đợt này thì lại đến đợt sau. Đợt này không có xe vẫn lao vào để ăn ít nhất là một mega chăng. Đứng trên lại PK rất chill rồi. Trong khi đó thì Rell tốc biến lên mở cực kỳ đẹp đến từ Rell. Guma lao vào và thả gấu đến từ Annie trúng hai thành viên đối phương. Guma tung lốc kiếm và ngay lập tức có double kill. Mặc dù chưa kích được Hoàng của Liên Xạ thì phải khúc cầu hồn vang lên. Một hộp hề được đặt ra để Fear và Sako tung chiêu cuối, né chiêu cuối của cả vị trí Carthus ạ. Guma Yuxi thì một máu bắt buộc phải giật về mà thôi. Kha'Zix thì đã bị dính một tình huống dao độc và sau đó là mặt nạ cùng với mũ trụ cùng đốt khiến Kha'Zix lên bảng đếm số. Sako có một tình huống sử dụng chiêu cuối, cái trích chiêu cuối của Sako để né chiêu cuối Carthus cũng là khá hay ha. Một pha phản công nhanh đến từ phía team 1, tuy nhiên thì chỉ gỡ được một mạng của Rell mà thôi, và Rell vừa có một pha tốc biến mở quá hay. Đứng trên thì đây rồi. Tầm này thì nhạc Luffy đã chạy được vài bài nhưng mà đứng trên thì PK vẫn chưa hết.
Na đã lên tank ở món trang bị thứ hai nhưng vẫn bị con Jack hai đồ rất nhiều sát thương, nó cũng solo kill mất trụ đứng trên rồi ạ. Vẫn chưa shut down được Guma. Lần về nhà này đã hoàn thành xong cho mình đó là huyết kiếm. Có thêm đồng hồ. Pha này thì chờ tốc biến hồi lại thì có thể gọi là kết thúc ván đấu luôn. 69 giây nữa hồi tốc biến trở lại. Hơi tiếc một chút là thời điểm mà Guma hồi tốc biến thì Rell lại chưa có tốc biến để có thể next play. Bây giờ đã có nhà lính ở khu đứng giữa rồi. Mục tiêu của Guma hướng tới là trụ 2 khu đứng trên. Kha'Zix thì đang cố gắng ăn cho mình đó là con cóc. Bắt buộc phải rút lui mà thôi. Đây sẽ là tình huống đẩy vào để ăn trụ 2 với chỉ 3 thành viên. Ari có phi hồ, sắp hồi tốc biến đến từ Ari luôn rồi. Na thì có dịch chuyển. Sako thì đang đẩy trước tại khu đứng giữa. Đợt lính khu đứng trên khi mà hết Baron thì đối phương dọn cũng khá là nhanh với Annie cùng với Karthus. Nó không có cơ hội để chạm trụ dành cho Guma Yuxi. Và thực ra chất tướng Samira cũng là chất tướng tay khá ngắn, còn đứng dưới thì sao đây, Na tung chiêu cuối. Jack lại chuẩn bị EQ flash này, E flash Q và Na flash luôn bạn. Ok. Một tiếng cắm mắt để tiếp cận bên phía bên kia thì Sako đang bị tấn công rồi. Sako nằm xuống và đó là một tiếng Kha'Zix chọn đúng mục tiêu chứ không phải là chọn nhầm vào clone của Sako. Waymit đã tạm thời được giải tỏa, tuy nhiên thì áp lực đến từ ba thành viên đối phương ở tại cánh trên là khá nhiều. Kha'Zix lao lên quáng dọn lính và lao vào gom được hai người. Guma follow up rất nhanh với nội tại, tung lốc kiếm hạ gục thành công vị trí của Kha'Zix. Sau đó thì sao đây, tiếp tục lao vào kích của Hồng Liên xạ. Nautilus tốc biến bỏ chạy, hôn gió chuẩn xác tới từ vị trí Ari. Hai mạng cho Guma tiếp tục đánh liều vào lính, lao lên đánh tay Quy liên tục, bị kiệt sức, vẫn đang đánh tay vào Quy. Hút máu lại từ đợt lính là phút cây đến từ Guma Yuxi với huyết kiếm. Và có lẽ là tình huống nên rút lui tới từ Annie cùng với Karthus, vì nếu chết lúc này có thể là endgame luôn. Guma lao thẳng vào, chém một chém, bay màu luôn vị trí của Annie. Và sau đó đánh liều người trở ra, Jack lao vào tốc biến làm choáng hai người, khúc cầu hồn vang lên, hỏa của Liên Xạ kích hoạt. Và Jack bay màu rồi, khúc cầu hồn vào cái đồng hồ của Ari và sát thương đến từ khúc cầu hồn cũng không đủ để hỏng Rell nữa. Tình huống 3 đánh 4 đánh 5 và sau đó thì Guma tiếp tục e vào lính, chém tay vào người, đánh tay liên tục. Guma mất nỏ, tốc biến lên vào đồng hồ để có thể outplay sát thương đến từ trụ. Nhưng sau đó thì bị trụ bắn và bị Karthus chấm bi liên tục. Guma nằm xuống mạng shutdown 1000 tiền dành cho vị trí của Karthus. Kha'Zix tốc biến lên thì không giữ chân được Ari lại, có lẽ vẫn sẽ có mạng của Rell. Nhưng Ari sẽ về được và đó là một trụ vệ nhà chính dành cho team Guma Yuxi. GG, I solo kill Guma. Hẳn là solo kill Guma hả? Guma có một tình huống băng vào trong giữa hai trụ vệ chính đối phương để tấn công nhưng mà không có lính anh em ạ. Bấm đồng hồ xong vẫn bị trụ bắn và sau đó thì không ra được, bị shut down 1000 tiền. Tuy nhiên tình huống tấn công băng trụ vừa rồi giúp Guma có đủ tiền để hướng tới trang bị cuối cùng sau chỉ 26 27 phút mà thôi. Là một cái giáp thiên thần anh em ơi. Quá giàu full đồ rồi, ai đỡ nổi con Samira này nữa đây. Thậm chí là dư tiền mua dược phẩm vẫn đang còn 600 tiền trên người ạ. Giàu điên. Sako vẫn chiêu chiêu lên sách trường mề dai đồ ha. Mặc dù học vấn thì nó không tới nơi tới chốn lắm nhưng mà Ari cùng với Sako vẫn lên sách trường mề dai. Karthus thì solo được quả Guma Yuxi như thế thì chắc là cũng thua game chấp nhận được rồi. Tình huống ăn Baron với hai người. Có lẽ vẫn sẽ có sự hỗ trợ tới từ đồng đội ở phía sau để ăn con Baron là nhanh hơn. Còn bên phía team 1 thì không có bất kỳ một kỹ năng nào để KS Baron từ xa. Chấp nhận mất. Rồi, đợt đẩy với Baron có lẽ sẽ là đợt đẩy cuối cùng. 462 sát thương tay, 194, 198 giáp. Thật không thể tin được là một con xạ thủ lại có tới 200 giáp. Và 81 kháng phép. Những chỉ số của Samira là những chỉ số của một đấu sĩ chứ không phải là một xạ thủ nữa. Dù sao thì tay nó khá ngắn nên là có chỉ số như này là cũng dễ hiểu. Chứ kể đồ thì là giày giáp cùng với giáp thiên thần thì nhảy giáp cũng là khá to. Ari lao lên backplay với tiếng hồn gió chuẩn xác. Guma bồi Quy nhưng Quy hơi ngắn hàng và chưa trúng vị trí của Karthus được. Rell tốc biến lao vào mở chỉ trúng một mình Nauti mà thôi. Guma follow up với tiếng hồn kích nội tại. Và sau đó lốc kiếm lao lên double kill cho Guma Yuxi. Annie tốc biến bỏ chạy trả một tình huống Quy ngồi trở lại nhưng không có làm choáng. Rell bị khúc cầu hồn vang lên và double kill có dành cho Karthus rồi. Phía bên kia là hai jungle solo với nhau và Kha'Zix bắt buộc phải bỏ chạy khi mà không đủ sức hạ gục vị trí của Sako. Cánh còn lại thì Jack vẫn đang cố gắng níu kéo một cái gì đấy solo cùng với Na đến từ vị trí của Jack. Hỏa của Liên Xạ được kích hoạt. Jack tung chiêu cuối tung phản công và sau lên bảng. Một tình huống AQ đến từ Guma Yuxi và đó là double kill cho Guma Yuxi, mạng thứ 23 đã có trước khi kết thúc ván đấu sau 29 phút.
Chúng ta sẽ cùng check lượng sát thương cuối game để xem là con Samira Gumayusi sẽ có được bao nhiêu sát thương sau 29 phút anh em nhé. Ok, lượng sát thương là 39.405 sát thương. Bên phía bên kia thì Carthus với 27.800 cũng là một lượng Dampermin khá tốt rồi. Nhưng thật tiếc là con Samira này nó xanh quá sớm, đi đường thì nó có mạng và vào team fight thì không ai giết nổi nó cả. Nó vừa trâu vừa nhiều đam, đam lại còn đam AoE nữa, chịu không nổi. Đây là một con tướng mà hiện tại tại giải đấu MSI thì chưa nhiều đội có ý định dùng. Dùng chung với Rell thì nó bị một vấn đề là đi đường yếu. Con này đi đường không mạnh so với các cặp đôi đường dưới khác ở trong meta. Nhưng mà nếu như mà nó có được mạng cùng và nó snowball thì nó khá là rác đấy. Hẹn gặp lại anh em vào những dự án khác của Gumayusi cùng với các thành viên của T1 tại Rank Châu Âu nha. Bye bye.